so trong tạc tích lại vào mẹ hồng, mới bình hồng vòng toàn bứng vang chỉ chỉnh quan tay khổng đài truyền hình Việt Nam. Trên tích lại vào mẹ bình hồng hạc sường. Phủ ninh phổng vào mẹ trượt nổi con để cảm tỏ cấp lại củ cẩn tơn vừa nhân vương lang ngắm cáu ké và trà cùng phục kinh đưa xuống hàng mở khổng vào Cánh cuồng bức hủ ra chát hẳn, báo chắc to đỡ côn, đang chóng hanh hượt hừn. Sau bọc xuống to, tròi hạ chút hơn chảo lạ, nhưng tròi hở lại chút hơn ướt mỡ bưng phủ ninh là đảng viên nặng phồng sùng tó luông ngủ riêng mùa trời chóng hanh cánh lang mon tàng tánh hơn quế khổng trào ở nòng có cực bền bưng côn phèn xanh vải nho sùng luông hanh khổng phủ ninh chừa nổi côn nặng phồng sùng phồng đắc háng táng tì báo vang rẻ lang mon khổng trào nhản danh báo mi bón tôn hở phủ ninh phồng sùng chơ sáu luông cầm quyết là nhóm bưng con yếu nhiều phụ ninh bò mẹ chưa nổi côn lưng đầy chiều siệt, vừa lại nuống pan tại bưng hít không cầu ké bờ trà Chạm và xin cuồng luôn hổ hôm sưng cách nỉ tao luôn cầm quyết ngắm bùn bưng nhanh đảng viên có chứng trành luôn anh luôn tìm chưa khổng trầu vẻ hư hừn Lại chính sách khổng đảng hơn mương có đầy chấp năm quảng tùa họ từng bản khai ót lang đỉ hạp phụ ninh phòng bò mè chửa nổi côn mà bè lăm mò trầu chương trình mục tiêu quốc gia. thì trăm năm chương trình hơn mương riêng đối cấp dự án số bét là rào hở hồi phủ nhinh nhằn bưng bóng việt là tròi vỉa nho sùng luôn thồng hù khai thì xung khỏi cò tàu hôm tập tư và sân tàu ở nòng phủ nhinh té trường thùn lèo đội trưởng cá phủ trai có đại chốt hạp bưng bóng việt khỏng dự án nỉ vừa sân hẳn cò tròi hạp vỉa nhằn xanh cánh đuông thồng hù khỏng phủ trai có từng giàn nho sùng cánh tà khung hai đi hạ ở nàng phụ ninh chôm hạp bưng bóng vệ. Bưng nạ viên nhi có tròi hà huyền, mi đầy lung bùn vay mà bè đảng viên, nàng phòng bò trở chờ nổi côn, đầy ngài đỉ xưa. Định hướng để phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ thuận lợi hơn. Bưng bì chẳng thì bưng hợp tác xã sẽ dần hài nát nàng bắc cạn, biến xỉa vỉa, cong thả, xương chủ tựa, cuồng phía cả khải trường hư cỏ hòn khương cát kiên các bưng doanh nghiệp chua hơn vài tánh óc phòng dệt sườn tọp hôm tăng sòng tánh ốc đầy luôn cát kiên các bưng tổ chức doanh nghiệp cuồng phía cát kiên nhàn sử tây mễ trường phòng dệt ó hôm phân tầng tánh cửa đài lang tì bàn la mắng nâng cục phòng Hợp tác xã Hồng Luân, huyện Trở Đồn, tỉnh Bắc Hàn, có đầy tánh ó cực bền bón xe xanh bồn giòn không xá phòng dùng, mà việc cạt kiên sẽ sườn không giám đốc, không hợp tác xã, chính là những đảng viên trang cực áo táo bùn. Đời sống, đời sống của tè chơi tành ó hợp tác xá hư đây kình rú hỏng chú hơn hỏi cò xương bò hè nặng cuồng xã có bò hài xã cha tè bón bóng mi phía xê tè tiền hư chơi mi hợp tác xá hồng luân đại chôm hạp là thành viên hợp tác xá hư hiệp thủ cò tè tiền phìa xê chú hơn cò tè tiền xưa buồn kình đây rú hỏng dần mương đầy nhót sùng chảnh chẽ hôm phân hà hơn quỷ bàn mương nhường mười nhường mà bè hư thừng quê hương đất nước này càng uh, phát triển thêm. Việt Sơn Sơn ó lại tàng trường cực tóc đầy lang áo của Việt Sơn hợp tác xã Hồng Luân có cả trên cấp chiếc ship chú hơn ở cuồng phòng, vài phú xăm đầm khảo bao thai, xí ship chú hơn che tre, hạ ship chú hơn cùng cấp nó cánh xếp chu hơn thủ sử khẩu cạt kiên dễ sườn và dân tò choi hợp tác xã hòn khương đầy trường dệt sườn nhang tròi lươn tướng hiệp thù hở bưng chu hơn nọ phía mà bay dệt sườn nho dùng lang tỷ trường khổng dệt ó hợp tác xã có nhang hòn khương sáo hà bón khai trường Khách nghỉ hợp tác xã cỏ trống hang chôm hợp xã bưng phóng phìa tùm qua cả khai cáo ảng trường hang cài trường trình đầy tỉnh khải ó tăng sòng cò gạt kiên cáp sàng hơn hang và nàng cùng phòng thành phố hà nội vài ảo tàng trường không hợp tác xã khảo khai tánh tâm không sườn té lại bị gón cặp nghe dệt phở chuồng hóc dấn mơ của xã tó lang man mà bè dệt sườn luôn hanh khỏng địa phương nhưng đảng viên xã thì luân có hẳn hư tánh ó hợp tác xã hồng luân cánh trường cốc kén ảnh chính là bún hồ chàng cất áo táo bùn chóng hanh f năm ý luân có tánh tâm không sườn cứ đầy lang tì nàng địa vườn, cứ bền ven xanh bồn sòn cùng phiêm mà bê sơn vậy lại ở nòng phủ nhinh ép năm dễ tòi Bốn khổ không hợp tác xá hồng luân có đang hôm phân chấp năm lang tì để án sàm cầu hỏi sàm xếp cầu cho giữa phủ nhinh tánh tâm không sườn sàn vì sòng bắt xếp chết họ sòng bắt sao hạ. vào hoa bưng khổ già cha hư té bưng già cha nằn chào đầy chóng hanh xưa mở mú thành viên cò trắng ép năm tài trào hợp tác xã xúc hỏi gian mờ khoe cò hền xà cha hợp tác xã có mi hạ bình hồng thành viên là đảng viên có bòm cằn sổ phan thồng lông vầy hượt khừn sức mơ nhì vì dòng phân xếp bét làng chơi tánh ó hợp tác xã ý luận có hẳn hư dòng huyên cốc sử sắm vương trường sủ chuồng hông và chuồng hông dễ dần vừa và hính nhải biến bón dễ tanh té dễ xanh dễ dần cả khai ma bón dễ xanh hợp tác xã sức hẳn sàn mờ khoe có bỏ lại già cha vương tàng trường dệt ó cỏ nhang nòi cánh hê đầy hiện đại chấp năm sẽ dần tòi bón sẽ danh hợp tác xã cần mi mẫu mã cánh lang tỉ cò đầy nhót sùng khun xưa bưng tảng trường trước hải ó chờ hạt có đầy cấp chứng nhận tiền ăn cam kình đó luôn cảm quyết đánh thăm không sườn nằn xa nàng bón đờ thoát kẻ nàng bón hẳn, ý luận cò lưng chóng hanh F5. Giàn kẻ ma, phòng cấp vệ tròi sửa tánh ốc vương hợp tác xã tỉnh bắc cạn có tròi sửa phải ngơn tặng tánh sử sắm lại trường sủ chuồng hong hợp, tác xã sẽ dần hài na xương tròi tảng tánh hơn sườn lắp tó lo sàng tròi bó sòn tủm bua luông hủ riêng chặt về hạt trùng một cán bộ hợp tác xã vương hợp tác xã khẩu dệt vỉa tỏi luông mỡ cỏ hôm phân nhảy biến luông thổng hủ khòng sần mương té bón sẽ dần nòi kẹp mà sẽ dần tọp hôm khải ó trường hang về xã Tân Lập là một xã đặc biệt khó khăn. Thì... Tân Lập lò xá nhắc bỏ lại già cha, hỏi lò đảng viên, hứa khỏi cò lưng đầy vèn xanh ba tôn uồn con, dệt tinh mết nà vỉa, hứa trào đầy uồn con, vậy nếu chưa tinh lại dần mương, mà mà bè sẽ dần chút hơn lò đảng phiền khỏi cò mỏng cong tùng po cánh cọp hôm long hanh khòng trầu vầy bòm cắp dần hương chóng hanh sơ mỡ chóng hanh xề dần mi tướm hiệp thù chuồng hông hà buồn kình đưới sú mà bè xưa hôm phân hà xá hà huyền hà tình nhường mờ nhường mà bè có thêm nhiều thu nhập hơn nữa để mà cho cuộc sống của người dân để phát triển hơn nữa để góp phần cho Um, xã, huyện, tỉnh ngày một đi lên. À, lúc đầu ấy là bản thân tôi chính là một người nông dân à, có thể hàng ngày mưa khỏe hư khỏi cỏ lò bò hề na hàng mở khỏi cỏ mưa rệt hay hay na chào tổ khỏi hư lân chơ chóng hanh đồn sử đồn báo cánh bắn lẹ tỷ vì hông hún phải chấp năm vương bón rể xanh cứ đẩy lang like tỳ té hằn hư cỏ ép năm cánh rể sườn, khỏi chấp năm bưng bón dễ xanh đờ dệt đi hứ khỏi cỏ f năm dệt tòi cò mày đi té bưng luông cầm quyết không chào tù hứ cò dệt đẩy lại nạ việc cứ đẩy lang đi cánh nạp việc đẩy, đờ, chào cầm quyết hứ trắng dệt cứ đẩy lang đi Phan Cái Ma tỉnh Bắc Cạn có chấp năm hành hành chương trình ô cốp, họ hay trình ô cốp cò mà bè quảng tùa, bưng bón dưới danh hợp tác xã tổ hợp tác nàng địa phương cuồng tỉnh. Cài hành bưng địa phương có chấp năm biến mở về dưới dân, khai quảng hành nghe mở, tụng buông nghe trên lang, nàng phùng sùng khổng huyền chờ đồn đảng bộ xã tần lập lớn nhàn xanh cuồng nạp viên làn lấy giữa xã cật cung hư phương đảng viên có cực bền chủ mũ ba tuấn uẩn cón dám ngắm dám dệt bom cấp dân mương địa phương khảm phồn xa chát hư thân tối lúc buồn ảo dân mương dệt cốc cò nàng phùng sùng có bánh khay đầy luôn hanh cả sàn chu trợ côn tụm cua luôn cả sàn xài trầm cấp cán bộ đảng viên cánh dân mương cuồng sàn tánh tắm hóc dần nàng nỉ bỏng mi luông bỏng phành ta khổ ngai đi té chu cấp chính quyền vào ma luông hành hỏng đảng viên cùng phê mà pe xe sơn hư quan trọng suốt tỷ quan trọng chấp năm chương trình chiến báo sần mương ma mà, mà bè dân nọ ổn phát địa phương cán bộ công chức đoàn thể có chấp năm chiến báo nếu chưa cần trùng hô nhớ nâng đảng viên quần nàn mỹ đồng chí luân chấp năm mà bè dây dân tế nằn hư cỏ cơ đẩy lại lang đi đáng nguồn chôm vài xung đồng chí đảng viên ứng f 5 dây tòi sưng luôn ổn pa tế trung ương lèo huyền hư sông khỏi cò uẩn pa bồng trà họt số nhưng chôm học cấp ủy đại biểu hội đồng sầm mương lèo nhưng chôm học ổn pa quản lý cuồng kì bị trầm nhì huyền cò rút tỷ bồng trà khai nị nặng cuồng huyền có mi ở nòng phủ ninh nhằn bưng nà phịa sương phó chủ tịch ủy ban sầm mương cấp xã cò mi họt xí ửa nòng lèo phó chủ tịch hội đồng sầm mương cuồng gian chấp năm đối cấp nạp về cán bổ nhinh hư cò đẩy bồng chờ cánh chào tổ nòng lập phủ nhinh hư cò đẩy chôm hạp cánh lăng chóng hanh hửt khẩn vài chôm hạp về bản cản mương bắc cản chóng hanh họp bị sòng văn sóc hà mi sáo chiếc xếp phân hỏi hợp tác xã sẽ dần hài na cánh sẽ dần hài na tập hôm số hợp tác xã sẽ dần sồn po cánh cửa đài lang đi té chiếc xếp hà phân hỏi táo khừng tó lông bùn tròi sửa cằn tỉnh Bắc Hàn có ổn phát tổng bố cả kiến tổ chức kinh tế tập thể các bương ngon kinh tế ứng. Lần xưa là cả Kiên các bước doanh nghiệp và chống hạp là việc cùng ứng, nhàn bào tè tiền cánh lái đi trường khỏng dườn ó. Bưng sở ngành, tòi luôn hành nạp việc khỏng trào có khai ó lại bảng họp tập tư ma mạ bè hợp tác, cạt kiên dễ dườn, khai trường hay không ha tặng tánh cánh đăng ký chữ riêng tiếng hao nho sùng lúc hanh quản lý là về cả khai tổ chức là về khai lẻ biến mắng luôn hanh khai chương hay ha tập tư ma tăng thương mại điện tử nhà triển số cuồng về khai trường Vương địa phương có chấp năm tàng tánh lông pùn cả khải, tàng trương ô cốt, cuồng hợp tác xã xây dựng hài na tó lang mon hôm hanh tảng tánh hơn quỳ phòng đi nhắc vào lại già cha cò đàng mi lại côn sỏi chàng chấp năm biến thái chưa tánh ó hợp tác xã có nể giúp hỏi cò xúc tỷ khóc mò À và khai nỉ cò xuất tỷ hùng nàm mát tà, vừa đảng chính quyền cánh chủ cấp có lăng bồng trà, họt hợp tác xã, té hàn giúp hỏi có mi tứng luôn hanh phải mạ bè. Té hàn giúp hỏi có mi sàm tàng trường ô cốt cánh sòng tàng trường phòng bản na bồn sòn không cấp tình. Hỏi có hình xuất tỷ hùng nàm mát tà, hỏi có là đảng viên, có khỏe đảng viên xung hâu, đầy mi ản bừng đầy chấp năm ba Tuôn uẩn cón vài dần mương dễ tòi chớ khỏi tánh ó hư bưng tảng trường khòng xuống khỏi cò đầy khai ó quảng tùa cánh đầy lại khe hang hủ họt tình chừa mặc sử bên hồng cuồng hợp tác xá có suốt tìm muôn hồng vài tạo chư xèn tiếng khao hở bốn khổ hồng luân khai nhì bốn khổ khòng hợp tác xã còn mi tục bo chủ khổ ngài đi mi trừ phùng tèm vài sáo hà cốc cò non hành ó nhang đầy cấp chứng nhận ô cốp sàm đào cấp tình luôn tiền chưa cò dẹp bền chư xèn tiếng khao trở là tẩy khai quảng, sức hẳn bắn vương phải mọi mở hợp tác xã khai đẻ giáo, hỏi nâng cần bún khô, ta vì xe tiền hạ bom hè kín xuống hàng địa phương. Nó về dây sườn bốn khô bao thai nặng chợ đồn hợp tác xã hồng luân có nhắc nhặn sự tách mết vững tảng trường hang hà Vương thành viên vài mỹ tướng hiệp thù nò khải trường nàng bón xe sườn cánh bón khải nàng thị trấn bằng lũng hợp tác xã cò tặng tánh vương bón khải trường nàng thành phố bắc cạn thái nguyên hà nội cánh tỉnh vĩnh phúc bấn le về tánh tam không sườn khai nì nhưng giám đốc xã giá thị luận cò bóng lươm sẽ bước mờ mờ khoe hính tánh ó có mi lại khổ già cha khóc hò. giàm mờ khỏe hứa xà cha lại cò bé xương chi báu mà bè đầy bưng thành viên hợp tác xã cò hết hù ma phía đánh ó hợp tác xã lò vai dây sằng chết hẳn khỏi cò ngắm lò lại làng nàn hứa khỏi trắng mới bên hồng cuồng thành viên lò đảng viên dệt chảo làng nàn hứa bưng thành viên không hợp tác xã cò ba tuốt uẩn cón hiền chảo dệt đầy leo hứa dần mương trắng dệt tòi cả kiến cấp hợp tác xã hồng luân ngày té bức mờ hình tánh ó và lương thị thoàn còn mấy đứng hiệp thủ tài tiền hà châu Bừa vừa vừa cả kiến chơ mưa hay hái na bà cò cực bền thành viên hợp tác xã cuồng bay tô tà vỉa dệt cuồng nạp vỉa khách nghỉ hợp tác xã cò nhăng tròi hở bà mi bùng kín đôi xú tè tiền cánh mi hiệp thù có nể chưa hết là đảng viên hơi chua khỏi cò hê hù rằng nhìn trai có bóng đầy trường biên té chơ khẩu chốp hạp dệt vía hơi khỏi cò hát chóng hanh hửi khẩn ép năm kinh hiểm lèo trắng hù đầy lò phủ nhanh hau cần dây sằng vài mà bè bùng kín đế rú khanh hì khỏi cò hền nhanh trai cò bé cằn và cò đầy chóng hanh cánh hửi khẩn khảm khói sẽ ướt sát cạt cung giờ thì tôi cũng uh, cảm thấy là uh, rất là bình thường nam cũng như nữ và mình cũng phải cố gắng lên bằng chính bản thân mình và vực lên tất cả chơi nhản danh đảng viên là trùng hú cốc kén ba tuấn ồn cón cuồng chu há phong bưng côn đảng viên không xá phòng sùng tận nập có lương chóng anh sẽ đi nhà về mã bè đảng viên bọn hè nặng nỉ cò hủ chơi là về nỉ báo xuân to nho dùng luôn anh tó xôn khỏng tổ chức đảng nhanh từng sàn bốc búa về mà bè sẽ dần tánh ta bàn mương nho sùng đưa kín rú dần mương Sàn cải man hạ à viêm hạ bè đảng viên vào trùng, cánh mà bè đảng viên nàng phòng sùng phòng cuồng đắc háng phòng bò mè chưa nói khuôn vào riêng, lò, cá mương, cửa đẩy lại lang đi. Chủ cấp ủy tổ chức đảng có uẩn ba uẩn trưa, tăng tánh luông bùn, chấp năm lại cách luông khạc khò, chọc sùng, cấp nạ viêm mít tè khỏng từng địa phương. Bồng chờ nho sùng lang đi chụp một cán bộ đảng viên, nhàn bào ta khổ ngài đi, chấp năm, men luông bùn không mương chủ một cán bộ đảng viên là bò mẹ nổi côn bánh Khải Lan tỷ luông hanh cuồng nà về chính trị nàng cơ sở Lương ba tuân uồn con cuồng nà về Tàng tánh khối cà sàn tách lại dần hương trước hết thì đối với em là một người trẻ từ học ừ. Nòng là cô nhang nóng, làng chơi ép lèo, hơ cò, ngắm, chi rú nàng thanh phố, xe vịa, ha và làng già nâng rú nàng thanh phố, hơ nòng hình, trào lò cốt nóng, cánh hơn quỷ chào khách nì, cò nhang mi nòi, bàn nóng, tám mắc hơn quỷ, sức nằn, nòng cò quyết định tám mắc hơn quỷ khổng chào vài ép năm, tập tư ép học nặng muốn ảo à ý ai vầy hôn phân bạc hai phòng trào học phòng bản na những mở nhận mà bè vân đảng viên nặng nỉ cò trên cái hà nòng luôn học bản bánh mương chú cô nặng nỉ có lưng chóng hanh hà hơn quỷ phòng trào nhường mở nhận mà bè bữa ý comment nâng cách cuồng bưng cách luông và tròi hà cá bàn mương mà bè vừa và hơn quỷ khổng trầu, cò nhang cặt cung sơn nằn đầy chóng hanh sơ mắng. là con đảng viên hứa xôm hao bền lưng bền mở luôn ngắm khổng trầu, về kiến rú khổng trầu vài trào tổ cánh chú hơn trầu từng sàn tè tiền cánh mi bụng kín đưa xú đi xưa vầy bình hồng nặng địa phương châu le sáng hợp tác xã khổng châu f năm dệt tòi khỏi mỏng cong phòng tiền hương quê khổng châu nhường mười nhường mà bè cánh hàng hanh xưa mỏng cong hợp tác xã khổng châu chim mi bưng luông cóp hôm hạ bình hồng nặng địa phương vầy địa phương khổng châu nhường mười nhường mà bè cuồng kỳ bị chạm ni nà phía qua in nặng nòng nằm ba bề có mà bè hàn hành lại câu lạc bộ văn hóa văn, văn nghệ có đầy tánh ó và trên báo cáo ảnh nên văn hóa không địa phương họt khẽ tán phường cuồng nằn đại tốt họt câu lạc bộ khắp thèn đan tính xá nam mẫu huyện ba Bể tó bưng bay khắp thèn không phủ nhưng chưa quân tài vương bay khắp thèn đan tính có cực bền hún ảnh tràn đi chơ khé ma quà giảm nằng, nòng nằm ba bề cánh côn tầng gốc ó cầu lạc bộ nì chính là nhanh đảng viên nguyễn thị hằng làng chơ đầy phòng văn hóa thông tin huyền bà bể cả kiên cấp sở văn hóa thể thao cánh du lịch tỉnh bắc cạn khai ó lớp tập tư triển bó luôn thổng hù khắp đan mà bè nhót sùng lúc ngủ riêng cầu lạc bộ có bánh khay đầy luông hanh chảnh chẽ cầu lạc bộ có tảng tánh luông bùn sinh hoạt tập tư cánh chấp năm bưng bay khắp bay xe là người có khỏe hứa là côn đảng viên lâng lâng đầy ba tuôn uồn con cuồng trùn hà vỉa nếu chưa tên lại dần mương chấp năm tục bo bưng lông bùn khỏng đảng chính sách khỏng hơn mương mà văn hóa khỏng trừ côn tài nàng nỉ tênh mết khé táng phường cuồng cánh đỏ mương mát nàng nỉ hư cò é sáng hồ mang nên văn hóa chủ trợ cốt nàng nỉ xương hẳn xung hỏi cò mỏng cong hiểm trừ đầy nên văn hóa có khỏe ăn chính là nên văn hóa khắp thèn đan tính nàng địa phương lần xưa khách thì xung hỏi cò tánh óc cầu lạc bộ khắp thèn đan tính khòng xã nam mẫu vài hiểm trừ nên văn hóa khòng chưa cuốn trào vài trên cái hở bùn lan luôn lằng mũ ở nòng phủ nhinh chưa côn tài tó lúc mặc muôn cắp cốc cò khòng trào cò tranh chinh bưng chơ vàng vỉa cò nằng cánh ổ tu cắp cằn trên cái hạ cằn bó sòn ma bưng bay khắp bay xe muồn phòn sòn chờ bưng bay khắp thèn dùn hôm các bưng tháo xịn sửa trên lang có tà bền nên văn hóa giềng buồn sòn khó mốc má chờ sẽ bên khu hùng nam má tà hờ phổng sùng ba bể bưng côn nóng đầy xỉnh ngõ cái nhà ước sùng khử năng phổng nằm tiền nì có sức tạm hiểm trừ nên văn hóa quý bánh khòng chưa côn trào phòng sùng chăm phá nhắc bỏ lại già cha ha phà tó lại về dệt có từng gian trứng chành luôn hàng hanh mà đây kiển rú văn hóa à hằng cò trên vầy hạ bưng bay khắp thèn bưng bay khắp lườn có sức đen văn hóa khòng chừa cốt tày vầy hiểm trừ à có tánh ốc cầu lạc bộ vầy sướp hanh hở ha, lát nóng khách thì nòng cò hủ đài xưa ma hen vẩn hóa hỉ không tòng trần không chưa cuốn tài nàng nhì chào tổ nòng hư cò mặc muôn các bưng bay khắp thèn khắp lườn không côn tài nàng nỉ cánh nòng mỏng cong ma hỉ không tòng trần có xương bưng hen vẩn hóa khẳn trần không nòng nằm ba bể vòng hai chưa côn tài nàng phòng nỉ có chi é cáo ảng nên văn hóa khổng chào họ chủ côn có khỏe hư đầy vào họt luông nát trở mặc muôn cấp nghệ thuật tên mế chủ cốt nặng nhì còn neo nằn hát và cuồng nằn có khỏe đầy tô họt hù ngài đi lò chủ côn bòm nát trở cánh ép trên cái hiểm trừ nên văn hóa khỏng trừ côn tài nặng nhì có khỏe lợi ưỡi nòng súng khỏi bòm lò bương côn nát trở hiểm trừ cánh mi bưng hủ xà chanh cuồng nàn hứa chầu cò he mi phở vầy chien bó he mi bưng côn mi luông hủ xanh chập việt đờ vầy chầu mặn bát tin chưa cả con văn hóa bò mẹ chưởng hỏi côn lò sức thì quan trọng ta bền nên văn hóa việt nam tiền tiến chương trình hơn mương má mà bè về dây dần tánh đà bản mương phòng bom hè chờ côn cánh tiền bô gian bị sòng phát sao ếch hoặc sòng phát xàm xếp của nằn gian cốc khỏe là bị sòng phát sao ếch hoặc sòng phát sao hạ cò dòng giềng dự án hốc hiểm trừ bánh khai ngân lang văn hóa trên lang tràn đi phòng bom hè chờ côn cả trên cấp mà bè qua in tủng bua hiểm trừ bánh khai ngân lang văn hóa trên lang vầy nhót sùng vỉa đại hưởng ma văn hóa bò mè chủ côn cả kênh các mà bè qua in cuồng nằn cốc khỏe lò bò mè chở neo nổi côn cuồng bái tô ma hiểm trừ bốc nho hồ hùng nà má tà hải bùn lan bàn nhóm tấm mặc muồn quý banh nên văn hóa khòng trâu nòng chào tù đảng lò đoàn viên thành niên cánh nòng mỏng cong đầy ép năm tòi đảng viên xương à hằng về tẳng tánh để lại khủ đi sữa máu mỏng cong buồn lan bàn nóng báu vầy một lưỡi xìa cốc khỏe lò khắp thèn đan tính thứ sòng ma ăn lò xì lườn sức tàm lò pưng bay xe bổn giòn vào mắt đen văn hóa hỏng chữa quân trào Hùa trà hạc bản bánh mương, lưng lở nừng, cuồng bưng, lang tỷ, quý bánh không trừ côn Việt Nam, tục tùa chủ bản phòng sùng ưu nọng phổ nhinh, có lò côn đảng phiền có nhót dùng xếp mớ, hùa trà góp hôm ba tuần uổng cón không trầu, và hở lại côn f năm dề tòi.